Bà Bảy 86 tuổi và luôn có một ước mơ, đó là sửa sang lại căn phòng cho chính đứa con của mình được tươm tất hơn. Nhưng mấy chục năm qua, bà cứ gánh cái thúng chè, mưu sinh và cứ thiếu thốn khắp nơi. Nhưng mà có những lúc, bà cũng cố gắng là lót gạch men cho nơi ngủ của con trai mình một cách sạch sẽ hơn. Nhưng trong khả năng tài chính thì không có. Vì vậy thì ngày hôm nay, má anh em tụi mình đến thăm anh để tiếp sức bằng cách là sửa sang lại căn nhà, sơn lại tường, lót gạch men để khiến cho cái ước mơ của bà Bảy, mẹ của anh ý sẽ được thực hiện viên mãn. Gần một đời người rồi mà mình như vậy, chục triệu như chị có tiền mà đâu đó. Sáng nay thì nhà cũng bắt đầu khởi công xây dựng thêm cái nền gạch men. Còn anh ý thì đây là ăn cử thứ hai nè trong buổi sáng hôm nay nè. Ăn khỏe ghê á. Đòi ăn thêm hả chị ba? Anh ăn món gì đó không biết không? Bún xào. Hôm nay thì nhà anh ý là rất là đông đúc, mọi người tìm đến. Mọi người thấy anh ăn rất là ngon lành. Sáng nay thì làm một tô trước rồi. Sáng nay mình cho ăn cái món gì trước chị ba? Cách đây khoảng một tiếng đồng hồ trước ha, ăn một tô bún riêu. Bây giờ thì đòi thêm một cái tô bún xào nữa. Ăn khỏe lắm. Để mình coi thử là ăn bao nhiêu phút nha. Đang tập trung, đang ăn như con nít à. Nếu như mà có tiền mà cho anh ăn cả ngày á, thì cái tiền mua đồ ăn sáng chắc tốn kém dữ lắm nè. Ăn 2 tô hả chị? 2 tô. Bên đây là nhà xây dựng cho nên là không có thời gian để nấu cơm. Là do anh ăn hết một tô rồi bắt đầu anh đòi thêm một tô nữa hả? Nãy ăn tôi muốn riêu rồi mấy đứa vừa ăn xong tôi lại đó, chị chưa trả tô nữa đó. Ăn nhiều quá sợ anh nặng bụng anh không tiêu không chị, tại vì bún nó chậm tiêu quá. Hôm định hỏi chị ba cái vụ uống thuốc á. Hôm bữa giờ uống đều không chị? Bốn cử à, anh ngủ sâu không? Là cứ 8 giờ tối là bắt đầu ngủ tới sáng luôn. Mọi người thấy ăn như con nít à? Anh ý ăn cái đó là gì biết không? Bún xào. Bún xào. Ai bán nè? Nãy ăn uống riêu rồi là chị cho uống thuốc đó, rồi nằm nãy giờ đó. Bây giờ mới ngồi dậy hỏi còn bún xào không? Rồi no chưa? Được rồi. No rồi sao nữa? Đúng rồi. Bắt đầu rửa miệng phải không? Bữa nay thì mấy anh em thợ làm ở ngoài cái phần hồ á nên đi tới đi lui không được, chắc có lẽ thì chút nữa thì anh em sẽ vô trong phòng chơi với Lý bữa nay. Bữa nay mới ra ngoài được. Rất là sạch sẽ và kỹ càng. Ăn uống hay làm gì đó thì đều phải rửa sạch hết á. Mọi người thấy cái phòng của anh ý là bây giờ nó sáng sủa hơn, sơn lại này, là sơn lại nè, sơn nước lại nè, giờ chút nữa lót gạch men phía dưới này nữa. Tại vì lúc trước không có sơn thì cái phòng nó cái màu xi măng nó tối lắm. Đây lau mặt đều phải lớn nè. No chưa anh ý? No rồi. Ăn nữa không? Không. Cảm ơn mấy anh. Mời mấy anh. Anh gì? Anh Lạc, anh Phong. Bữa nay anh ý biết thợ đến làm gì không? Thợ nhà lót gạch. Lót gạch, còn ngày qua là thợ làm cái gì? Xếp tường. Qua sân tường này lót gạch biết trơn không bộ? Biết hết à. Rồi nhà mình còn làm gì nữa không? Lót gạch xong rồi làm gì nữa anh ý? Không, biết. Cất nhà lầu không? Dạ. Dân
Ừ, bây giờ hỏi anh ý nè, giờ trong người còn bao nhiêu tiền? Không biết nữa. 3 triệu hôm qua em cho đâu? Để mẹ rồi. Để mẹ. Nhớ thấy không? Cho mẹ chứ không có gửi, cho mẹ để mẹ sửa nhà lót gạch nè. Cho mẹ trả hết nợ cho chị ba rồi. Để nó gửi mơ mốt tỉnh đòi à. Thiệt chứ mà có quá. Em hỏi lại nè, 3 triệu hôm qua em gửi cho anh cho ai rồi? Anh cho mẹ. Cho luôn hay là gửi? Cho luôn. Cho luôn? Dạ. Sao cho luôn, sao mà không gửi? Không biết. Cho mẹ luôn nha. Dạ. Lần sau mà có tỉnh đừng có đòi nha. Dạ. Hôm qua ngủ được không? Ngủ được. Có thích uống thuốc không? Có. Uống thuốc nó làm sao anh ý? Uống nó khỏe không? Khỏe. Khỏe. Uống thuốc hết bệnh. Hết bệnh rồi đi ra đường. Được chịu không? Chịu. Bây giờ mình phải mình có đồng hồ điện tử đó, cho anh ý anh đeo thì được, cho anh biết giờ. Anh đâu thấy đường gì số đâu. Mắt kém quá. Giờ bốn ngón tay lên em coi thử đi anh bốn ngón. Bốn ngón làm sao đâu? Bốn ngón mà. Sợ giờ. Bốn ngón làm sao? Bốn ngón là. Bốn ngón là đếm thôi. Bốn ngón. Đếm. Đưa mấy ngón tay ra. Đưa bốn ngón tay ra. Đếm mấy ngón. 10 ngón. Nhưng mà một bàn tay. Bốn ngón. Bốn ngón chỗ nào? Người cái. Không có cái. Con chó. Cái gì nữa? Giữa danh. Vậy là bốn ngón là không có ngón cái. Dạ. Đúng không? Đúng. Xích cái ngón cái lại đưa bốn ngón kia lên coi. Tay cơ bị cứng hết rồi. Xích ngón cái lại. Coi cái ngón cái lại đưa bốn ngón tay kia lên. Đưa bốn ngón tay kia. À đúng rồi. Bốn ngón nè. Chính xác. Ba ngón đâu? Ba ngón co lại. Ba ngón này. Nhưng mà co lại sao bây giờ là ba ngón? Nghe mỗi đối ăn nhiều, Bây giờ ăn no rồi, bây giờ mình đừng có ngầu, mình đừng nằm ha, đứng đi tập thể dục anh ấy. Dạ. Đứng đi tập thể dục thử rồi. Tập thể dục sao cho nó tiêu cái bụng á. Hai cái tay tập sao, hai chân tập sao? Tập thể dục tay nè, tập thể dục chân nữa. Đã nói hiểu hết á mọi người. Ngày mỗi ngày như vậy anh tập thể dục, từ tập thể dục nhiều không chị? Nó siêu là làm dễ anh nhớ làm à. Nhớ làm à. Đâu ai vậy đâu mà cũng biết cách vận động tay chân trong suốt 30 năm qua. Đó, thợ đang làm nè. Thấy mấy anh thợ làm không? Thấy. Hôm qua có ba anh thợ sơn. Ở tên gì nhắc em lại coi thử đi. Đạt, Hải, Phong. Ai nữa? Phong. Ai nữa? Đạt. Là anh Hải đúng không? Anh Thành, anh Hòa nữa. Hòa. Rồi, cũng mừng rồi. Thôi bây giờ thì mình ra mình trò chuyện với bà Bảy đi. Bây giờ thì anh bán thợ đang làm ở vị trí này cho nên là đứng cũng không tiện. Ha. À, bà Bảy hiện giờ đang ở phía trước á. Quán uống rượu. Sáng nay thì căn nhà của anh ý á, rất là rộn ràng, đông đúc các cái thợ và mấy anh chị em đến đây để phụ. Các bác chị thấy á, vật tư vừa mới vận chuyển đến và căn nhà cũng đã sáng sủa hơn so với trước. Hôm trước thì anh Hải nè, anh Hòa nè, anh Thành nè, ba anh thợ sơn ở Sài Gòn xuống cũng đã sơn giúp cho căn nhà miễn phí rồi. Màu sơn xanh rêu rất là đẹp. Bây giờ thì lót nền. Mình sẽ đi ra vào bên trong nhà để trò chuyện rõ hơn. Bây giờ thì mấy anh thợ đang cắn lại cái nền một tí để lót gạch men. Thì sáng nay thì mua gạch men để lót này. Do là đẩy nhanh tiến độ cho nên là phải có 4 anh làm trong một ngày. Với cái tổng cái diện tích sàn là gần 40m². Ngày hôm nay thì bà Bảy thì một lần nữa là mặc thêm một cái áo mới nữa. Thì cứ mấy ngày vui qua thì bà cứ mặc cái áo mới suốt à. Mừng lắm. Vậy đêm qua cũng không ngủ được luôn. Đêm nay cũng vậy nha. Hôm nay mừng dữ lắm, nghe nói là mừng dữ lắm. Ngủ một chút rồi thức dậy rồi nhớ tới. Vậy đêm nay thì bà thao thức điều gì nhất? Thao thức là
mình mấy chú sợ hồ lại lót ra cái nền đó. Dạ. Mừng dữ lắm, rồi hôm qua bà ví dụ kia cũng mừng nữa. Bà thì tiếc là bà không thấy đường, cho nên là bà sẽ không cảm nhận được cái nhà mới của mình. Mình đang ở kế một cái nhà chị hàng xóm, thì ngồi ở đây thì chị cũng có gạch men nè. Thì cái gạch của nhà bà cũng giống như gạch men của nhà chị này nè. Cái khi mà mình vào nhà mình sẽ cái chân nó rất là mát như vậy. Không cần mang dép cũng được ha. Anh Ý thì khi nãy tụi con có trò chuyện với ảnh á, thì ảnh có nói là nhà phòng của ảnh sáng sủa hơn. Anh cũng biết là hôm nay là thợ đến lót gạch, thì làm sao mà anh nhận thức được những cái điều đó bà bảy? Không biết, có biết không? Hôm qua mình đâu có nói cái chuyện là hôm nay mình lót gạch đâu. Mà anh biết được. Tối hôm qua giờ thì ăn uống với bà bảy thì anh có nói cho chuyện điều gì không? Chị bà nó cho ăn. Rồi bà mới hỏi chứ mấy anh là sơn phòng rồi sửa sang cái phòng con thấy đẹp không? Để đẹp. Hỏi con mừng không? Nói mừng. Anh biết mừng. Mừng. Hồi nãy thì chị Thảo, con của bà Bảy có nói một câu là chị làm cả đời, chị chưa bao giờ chị mơ ước là sửa lại nhà, vì chị nghĩ rằng khả năng bây giờ không có nữa. Không có nữa chắc. Nói thiệt rồi, Bảy cũng nói là hết đời Bảy cũng chưa có được mà chữa sạn nhà cái gì được hết. Bị gì con nó bán ế ẩm quá. Nói cho ngay thằng con trai thì nó cũng cho nhiều, nó mần bảo vệ anh tháng nó có 6 triệu à. Rồi nó cũng bệnh hoạn rồi về hoài, nó cũng nhín nhút, nó cũng cho bà này không có được nhiều gì. Cái lương nó căn bản à. Rồi con nhỏ mà ở thành phố nó mà nó cũng gửi tiền gì nó cho hoài mà điều. Nó là công nhân nó đó, nhà cửa rồi nó cũng mướn nhà trọ được không à. Cũng có gửi, con tôi nó cũng có nuôi điều. Có khi bà Bảy bệnh hoạn hoài, mặc dầu uống thuốc bệnh viện chứ còn bệnh ít ở ngoài thì ở ngoài bác sĩ, chứ còn vô bệnh viện bệnh nhiều thì nhập viện không phải nhà nuôi thành Ý và thành ra uống thuốc ở ngoài, chứ tới tháng thì lãnh thuốc bệnh viện uống, mà chở bệnh thì đi ngoài bác sĩ ngoài. Thường mà mỗi lần mà bà Bảy nhập viện á thì ai là người lo cho anh Ý? Chị ba nó chạy tới chạy lui, rồi cấp đó là anh hai nó cũng thất nghiệp cũng chưa có mần, rồi anh hai nó cũng chạy tới chạy lui lo cho em, còn hả không lo cho em thì chúng lo cho bà Bảy. Và có một cái điều nữa là khi mà bà nằm bệnh viện thì cái tâm lý của bà như thế nào? Cũng hơi buồn, tại vì mình đơn chiếc. Không có người thân chăm cận kề, rồi hơn nữa là đứa con của mình còn nằm ở nhà nữa ha. Dạ dạ. Con thấy sáng nay anh tư tắn hơn nè, anh nhớ tên các anh thợ nè. Con cảm giác như là cái bộ não của anh đang kích hoạt trở lại, ghi được cái trí nhớ trong đó, thì khả năng anh phục hồi rất là cao. Thì nhớ thấy đồng luôn đó, chắc đâu. Hiền lành nữa ha. Thôi thì hôm nay mấy anh em tụi con đến á, thì cũng dẫn thợ tới để giúp giùm cho cái nhà mình nó sáng sủa hơn. Bà cũng có lời gì gửi gắm đến cô chú anh chị đã hỗ trợ cho gia đình mình không? Tôi cũng có đôi lời để cảm ơn các mạnh thường quân. Gia đình tôi quá khó khăn rồi, cũng nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho con tôi, rồi cũng có được số tiền để trang trải nợ nần cho người ta. Rồi bây giờ mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho được nhà cửa được sửa sang được tốt đẹp, và tôi cũng cảm ơn các mạnh thường quân, chứ cảm ơn mấy cháu. Bây giờ thì vật tư cũng đã mang tới. Trong ngày hôm nay thì mọi người phải làm tính công một ngày cho nó hết cái công trình này. Tức rồi. Cái xe nó yếu quá cho nên bây giờ là không thể nào lùa lên được nổi, rớt lên đó. Là sáng nay thì rất là sớm, từ 6 giờ sáng là mình với anh Đạt là phải đi tìm kiếm cái vật tư giá rẻ để tiết kiệm tiền cho gia đình. Hú hồn vậy. Thực sự thì tụi mình đã cố gắng tiết kiệm cái khoản tiền thấp nhất cho gia đình, vì
từ ngày hôm qua giờ mấy anh em cố gắng nhận sự hỗ trợ của mọi người tiếp sức cho gia đình của anh Ý, tổng số tiền là khoảng hơn 11 triệu, nhưng mà cố gắng làm sao mà giữ cái số tiền đó để dư một khoản nhỏ nhỏ để cho bà Bảy cùng với anh Ý là trang trải cuộc sống hàng ngày. Mọi người hình dung là làm diện tích như thế này, cắt lại cửa sắt này nọ thì ước chừng là khoảng 8-9 tiếng gì đó. Dạ thì hiện tại anh em tụi mình Đạt với Phong cũng quay lại đây á, thì những anh em thợ cũng đã cán xong cái phần nền rồi cô chú anh chị. Thì gạch cũng đã giao đến rồi nè, thì gạch đây là mình mua gạch 5 tấc á, gạch 5 tấc vuông. Cái màu thì cái màu nó màu xanh như thế này nè, nó hợp với cái nhà của chị Ba luôn. Thì cũng cho chị Ba coi cái mẫu rồi, chị Ba vẫn thích cái màu này. Nó vừa sáng nhưng mà nó vừa mát nữa, nên chọn cái loại này. Thì tổng cái tiền mà hôm nay Đạt kêu gạch tư á, thì gồm cát đá, cát xi măng với gạch luôn á cô chú anh chị là 6.060.000. Thì gặp chị chủ gạch tư ở đây thì em gỡ luôn hả chị? Rồi. Có chuẩn bị sẵn hết rồi. 6.060.000 cô chú anh chị. Này. 1 2 3 4 5 6. Dạ thôi đang ăn 40. Thì chút nữa thì Đạt sẽ gặp anh Tài đó, anh mà lãnh bên cái phần lót nhà của bên lót nhà của anh ấy á, thì sẽ gửi cái số tiền cho anh trước luôn. À, đây nha cô bán chị, gạch lót nền và mọi người mới khoảng 2 giờ đồng hồ đã gần như là đã xong cái phần cán xi măng với cát đá rồi. Anh Tài cũng chuẩn bị gạch ra để chuẩn bị tiến hành lót luôn á. Anh Tài ơi, ra cho em gỡ tiền luôn ha. Thì anh Tài có thêm bớt gì nữa không? Có anh em cái phần cửa làm giùm cho chị Ba ha. Làm giùm cắt những cánh cửa lên giùm chị Ba. Đây, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 500, 60 ngàn. Thì cái phần cửa mà để nâng lên đó, nhờ anh Tài làm luôn cho chị Ba. Dạ. Thì bốn anh em đội thợ hôm nay là 4 anh em đến đây để lót cái phần gạch trong ngày hôm nay xong luôn không anh Tài? Xong luôn á, tới 3 giờ rồi xong. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, thôi có gì mình làm cho kịp đi. Tạm biệt anh. Dạ, cảm ơn anh. Xin thông tin với mọi người là để làm cái này á thì phải nhờ thợ cắt giùm cửa lại. Thì thay vì thiêu kêu tờ sắc má này làm giùm luôn. Dạ. Rồi chỉnh trang lại phía trong nhà nữa. Dạ. Chị Ba ơi, còn dư bao nhiêu anh Đạt? Hiện bây giờ thì không có vô trong được á, anh ấy ở trong nhà để nghỉ ngơi trong cái phòng của anh. Thì em cũng xin công bố cái số tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chị Ba để lót gạch lại á ha chị Ba. Thì gồm có chị Dung gửi cho 500, chị Thúy 1.500.000, chị Mai Đặng 1.000.000, chị giấu tên 500, chị Mỹ Ngân 200, cô Hồng 3.000.000 và cô Văn 200 đô là 4.840.000. Dạ thì tổng cái số tiền của cô chú anh chị hỗ trợ cho chị Ba để làm sửa nhà đó là 11.540.000, mà trừ cái tiền vật tư với tiền công thợ ra là 10.620.000 thì còn lại 920.000. Em gửi cho chị Ba luôn ha. Đây 920.000. Thì cái phần này chị Ba có thể sơn sửa tu bổ gì thêm ở trong nhà, mua thêm gì đó thì chị Ba mua. Với lại quên nữa, cái phần này chắc có lẽ chị Ba, cô Hồng á, có nhà muốn nói chị Ba mua thêm đồ cho anh Ý á chị Ba. Thì có thể chị Ba mua thêm một số đồ cho anh Ý ha chị Ba. Dạ. Chị gửi lời cảm ơn mà cái chị Mạnh Thường Quân chứ giờ chị đông quá chị đồng không nhất. Dạ, dạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Anh gì mới nói đầu tiên á? Anh gì thợ sơn? Anh ăn cơm nước gì chưa? Rồi.
Sao cái đầu anh không ngủ, anh quay qua dắt này đi, quay vô đây chị. Quay qua anh ra anh. Để sẵn gửi tiền chịu dắt anh em nhậu rồi. Anh này hỗ trợ thêm nha. Hỗ trợ thêm anh em 50 triệu. Nó 500 à. Dắt anh em nhiều rồi xong anh này đi nhậu. Có gà sơn nhiều lắm rồi đó, tốn nhiều lắm đó. Anh ấy ghé đây có thăm anh, cái em đi về trên Sài Gòn luôn nha anh. Dạ. Anh đi chị bà. Cảm ơn cậu. Ủa bà Bảy đâu chị? Bà lắm, ghê hoài, ghê. Bà đi chắc là lấy, bà đi về bên bên nào rồi. Tôi mới đi. Có cộng xin nước, nếu có dặm được, không dặm được để từng sau về dặm nha.